dài tuốt ra phía sau, ở phía sau ngay cái đám đó là đám mít á, mít ta trồng á, tới tuốt ở sau đó luôn. Nói chung dài lắm, dài hơn 100 mét lận, mà 100 mấy mét đó. Thì mà bắt tiền trước 10 mét, sau hơn 100 mét, nói chung hơn xào đất có 150 mét thổ cư, thì đất kia nói chung nó cũng bằng phẳng và vuông vắn đây, lô đất hình dáng cũng khá là đẹp. Rồi anh chị nào mà quan tâm đến lô đất này á, thì hãy nhấc điện thoại lên và liên hệ cho mình ha, số điện thoại mình cứ để dưới màn hình. Xin chào quý chị và các bạn đã quay trở lại với kênh review bất động sản của mình. Thì ngày hôm nay mình đang có mặt tại tuyến đường tỉnh lộ 765 để giới thiệu, chia sẻ cho anh chị và các bạn một lô đất mặt tiền đường nhựa 765 này nha. Đây, lô đất trống trước mặt anh chị đây, cặp hông giữa hai căn nhà này. Trước khi chia sẻ thông tin chi tiết của lô đất này á, thì mình sẽ giới thiệu sơ lược qua về tuyến đường tỉnh lộ 765 này để cho anh chị mình thấy được cái tiềm năng về sau của lô đất này nha anh chị nha. Thì cái đường tỉnh lộ 765 này là một trong những tuyến đường huyết mạch của huyện Cẩm Mỹ, là đường nối trục lộ chính giữa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai. Nói chung là đó là một tuyến đường liên huyện mà cũng như là liên tỉnh luôn anh chị. Mật độ lưu lượng xe ở đây nó đông, tương đương hoặc là có thể nhiều hơn so với quốc lộ 56. Tại vì ở tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, khu vực huyện Cẩm Mỹ này có hai tuyến đường chính, đó là quốc lộ 56 và tuyến đường tỉnh lộ 765 này là nối trực tiếp với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha anh chị nha. Đường này chuẩn bị sẽ mở rộng ra thêm hai làn xe hai bên nữa, nói chung hai làn xe máy đó anh chị. Thì lô đất ngày hôm nay á là đối diện với cái cửa hàng tạp hóa này nè anh chị nè. Ở đây á, ngay vị trí hiện tại mà mình đang đứng đây á, thuộc về là ấp 4 xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Mình đi thẳng hướng này nè anh chị nè, tầm khoảng 5 km là sẽ tới huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đi thẳng hướng đó là về Bà Rịa Vũng Tàu nha anh chị nha. Còn mình đi ngược về hướng này nè anh chị nè, là đi về cả tư sông Ray, đi thẳng luôn này sẽ ra quốc lộ 1A, đoạn của huyện ngã ba Suối Cát của huyện Xuân Lộc anh chị, là đi hướng đó ha. Anh chị mình thấy cái khu vực này là nó kết nối với bên cảng Phú Mỹ ở bên Bà Rịa Vũng Tàu á, cho nên cái tuyến đường này lưu lượng xe tải, xe container chạy cũng rất là nhiều, hàng hóa lưu thông tuyến đường này rất là nhiều nha anh chị nha. Họ sẽ đi tắt bằng tuyến đường này để tránh trạm thu phí và đi về khu vực miền Trung, Bình Thuận, Khánh Hòa, Nha Trang gì đó, Ninh Thuận gì đó, là ra ngoài quốc lộ 1A ở ngoài đó, mình rẽ phải đi về miền Trung, là không phải đi qua trạm thu phí. Nói chung là nó là được tắt để mình đi á, cho nên cái tuyến đường này về lâu về dài nó mở rộng ra nữa thì rất là tiềm năng anh chị ha. Rồi thì cái lô đất ngày hôm nay là một lô đất trống ngay trước mặt anh chị nè đó, để mình chỉnh lại cho anh chị mình ha, thấy rõ ràng hơn ha. Lô đất này có mặt tiền á là 10 m và chiều sâu á là 106 m, tổng diện tích là 1057 m², trong đó có 150 m thổ cư nha anh chị, nha. Và phần diện tích còn lại là đất cây lâu năm nhưng quy hoạch đất ở, toàn bộ diện tích đất quy hoạch đất ở là full hồng, là đủ điều kiện cho mình xin thêm thổ cư anh chị. Nhưng mà theo mình nghĩ thì với 150 m thổ cư đó thì anh chị mình xây dựng thoải mái rồi ha. Tuyến đường này hiện tại là mình đang đứng ở đây là vào thời điểm là 12 giờ trưa, mà xe nó đã chạy nhiều như vậy rồi đó anh chị. Chứ giờ mà cao điểm khoảng tầm 8, 9 giờ sáng, 7, 8 giờ sáng, chiều 4, 5 giờ chiều là xe mật độ xe nó còn gấp 2, gấp 3 lần như vậy đó. Thì khi nơi nào mà có lượng xe lưu thông, lượng người qua lại nhiều, chắc chắn là những nơi đó là nó sẽ có giá trị, mình có thể kinh doanh buôn bán được. Nói chung là sẽ có lợi rất về nhiều mặt nha anh chị nha. Thì lô đất này nó có một cái vị trí, một cái hình dạng cũng khá là đẹp anh chị. Anh chị thấy không, đó là lô đất trống ha này ha, giữa hai căn nhà kẹp hông đó. Thì nó có hàng rào ranh giới chia đất rõ ràng hết rồi. Thì bây giờ mình vào bên trong để mình chỉ ranh giới cho anh chị ha.
giá bán của cái lô đất này là 3 tỷ 6 nha anh chị, tương đương với là 360 triệu trên một mét ngang. Nói chung cái lô đất này sẽ bán theo mặt tiền đường chính như vậy, sẽ bán theo giá mét ngang anh chị. Tại vì tuyến đường này, khúc này thì dân nó thưa hơn, khúc trên chợ là nó tới 450 500 một mét ngang, khúc này thưa dân hơn. Từ đây lên chợ khu 10 á, lên đó khoảng tầm cây số sẽ tới chợ khu 10. Còn mà đi chợ của xã Lâm Sang á, là đi hướng này nè, khoảng 2 cây số thì sẽ tới chợ xã Lâm Sang. Thì khúc này nói chung là tuy nó là nói vắng cũng không vắng đâu, nó không sầm mất, không có náo nhiệt như khu chợ thôi. Đó, không có sung như khu chợ, nhưng mà khu này tỷ lệ mà nhà mà dân cư á lắp đầy á là nó khoảng tầm 70-80% mặt tiền đường này là nhà người ta xây dựng nhiều như vậy rồi anh chị. Đường xá anh chị thấy điện ba pha, điện đường, lưới internet, nói chung là đầy đủ ha. Cái lô đất này á rất thích hợp cho anh chị mình để mua, thứ nhất á là để ở nè. Tại vì diện tích nó rộng hơn một sào lặng, hơn 1000 m², mà chiều sâu của nó hơn 100 m chiều sâu. Mình có thể xây dựng, tại vì nó có sẵn thổ cư rồi, mình xây dựng ở mặt trước này á là nhà, và một nửa phần còn lại ở phía sau á. Nhà thì mình xây tầm 100-200 m² là hết đát thôi, còn 700-800 m² ở phía sau là anh chị mình tận dụng để mình trồng cây ăn trái, trồng rau. Đó. Thì mình nếu mình sợ ồn ào á, hoặc là mình sợ bụi, thì mình có thể xây nhà thụt lùi phía sau đây. À, mình chừa một cái khoảng sân, một cái khoảng sân rộng ở trước ha, chừa khoảng tầm 10 m đi, hoặc 15 m nhưng cũng được, nó tùy anh chị. Thì cái khoảng sân đó là rất là rộng luôn. Rồi, còn mình sẽ xây nhà ở phía đằng sau đây. Ở bên mình sẽ trồng cây ăn trái, cũng như là trồng rau, nuôi gà gì đó, cái khoảng không gian phía sau đây nè anh chị nè. Hiện tại lô đất này chỉ là một lô đất trống thôi anh chị, cặp không hai bên nhà đây ha, có một cái khoảng nói chung nó cũng vuông vắn ha, khá đẹp, dài tuốt ra phía sau. Ở phía sau ngay cái đám đó là đám mít á, mít ta trồng á, tới tuốt ở sau đó luôn, nói chung dài lắm, dài hơn 100 m lận mà, 100 mấy m. Thì mà mặt tiền trước 10 m, sau hơn 100 m, nói chung hơn xào đất có 150 m thổ cư, thì đất nói chung nó cũng bằng phẳng và vuông vắn đây. Lô đất này hình dáng cũng khá là đẹp. Rồi, anh chị nào mà quan tâm đến lô đất này á, thì hãy nhấc điện thoại lên và liên hệ cho mình ha. Số điện thoại mình có để dưới màn hình. Đó, anh chị mình muốn thương lượng trả giá gì đó thì mình sẽ cho anh chị gặp thẳng chủ đất luôn, để trao đổi trực tiếp với chủ đất luôn. Những cái lô đất mà mặt tiền như thế này thì giá trị của nó không có bị giảm so với những lô đất xào phía bên trong. Anh chị mình có thể mua chưa khai thác được để dành, làm tài sản để dành cũng rất là ok. Chị ở liền cũng được, mà không ở liền thì để đó, sau này đất nó tăng giá thì mình bán. Những cái lô đất mặt tiền mà giá trị thật như vậy là nói chung nó không có giảm giá nhiều đâu anh chị. Có thể là nó sẽ không tăng nhanh như những cái lô mà dạng như đất xào, kiếm lợi nhuận tốt, đầu tư tốt, nhưng nó sẽ tăng từ từ. Mua những cái lô như vậy là đảm bảo cho mình ha, yên tâm. Nếu mình không mua mà không bán được, mình để mình xài luôn, hoặc để cho thuê mặt bằng cũng được nữa, thuê đất cũng được nữa. Đó, anh chị nào mà có ở đây kinh doanh buôn bán cũng được nữa, chung xây lên một căn nhà để cho thuê mặt bằng thì kiếm tháng vài triệu thôi, cái đất mình giữ đó vài năm sau đường xá nó làm lại, làm ngon lành lại, dân cư dân số đông, chắc chắn thì giá trị của lô đất này nó sẽ tăng theo thời gian anh chị nha. Từ vị trí này á, mà mình đi về thành phố Hồ Chí Minh á, là khoảng tầm 85 km nha anh chị, mà đi về Bà Rịa Vũng Tàu á, về biển Hồ Tràm là khoảng 45-50 cây số. Rồi đi qua bên Châu Đức thị trấn Ngãi Giao, đi thẳng hướng này tầm khoảng 10-12 km sẽ tới thị trấn Ngãi Giao ha. Đây, cơ bản thì lô đất này thì mình đã chia sẻ xong rồi. Anh chị nào mà còn điều gì chưa rõ thì có thể comment ở phía bên dưới phần bình luận, hoặc có thể là mình liên hệ trực tiếp cho mình. Cần những cái thông tin gì, sổ sách gì thì gọi điện trực tiếp cho mình. Còn không, anh chị có ý kiến góp ý gì đó thì cứ bình luận ở phần comment, phần bình luận phía bên dưới của video nha anh chị nha. Cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Anh chị nào mà quan tâm đến bất động sản vùng ven, khu vực Cẩm Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu, thì khu vực Đồng Nai, thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mình cập nhật lên hàng ngày nha anh chị nha.